người hâm mộ đứng chơi Dallas ra mắt nhất trong thời gian vừa qua. Kể từ màn hé lộ sẽ có hát lùi tim của MV Gác Lão Lo kết hợp cùng Billy, nhưng trái ngược hoàn toàn với giai điệu ballad dịu êm trong đoạn demo năm ngoái. Teaser audio dài 30 giây của Thức Giấc có tiết tấu nhanh, màu sắc âm nhạc hiện đại và bắt tai. Teaser audio Thức Giấc nhá hàng những câu hát miêu tả tâm trạng chờ đợi tình yêu của một chàng trai. Đối với phong cách sáng tác của Dallas từ trước đến nay, ca khúc có lời ca đậm chất tự sự, gợi mở nhiều hình ảnh trong từng câu hát. Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tan, bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại. Nghe tiếng mưa rơi bên thềm, anh ngước mắt lặng nhìn rồi chờ đợi mãi, vẫn không quay lại. No, 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 baby, let me now. Trước đó 2 ngày, Dallas khiến khán giả bật cười thích thú với màn thông báo comeback cực hài hước trên đường phố Hà Nội. Hình ảnh các thành viên của Dallas tự lái xe, cầm chiếc bảng thông báo lịch ra mắt MV Thức Giấc vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 7 2021 đã nhanh chóng lan truyền đến mạng xã hội. Chứ dừng lại đó, Dallas còn nhiệt tình đứng trên vỉa hè cầm biển quảng bá cho sản phẩm mới. Sản phẩm nhạc Thứ Giấc còn có sự góp mặt của nữ diễn viên Thúy Ngân đăng tải poster MV chính thức trên fanpage. Trước đó, Thúy Ngân từng gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh làm việc trong phòng thu cùng dòng trạng thái được cho là câu hát trong MV Thức Giấc: nếu có một thực tại khác, em muốn được cùng anh thức giấc, em nhất định sẽ không để anh một mình đợi chờ thêm nữa. Những động thái của Thiên Ngân và Dallas càng khiến khán giả tò mò việc liệu giọng ca nữ trong sản phẩm này có phải là của diễn viên cài táo nữ hoa.